Hôm nay mình sẽ làm một món đặc sắc, đó là cơm chiên cá mặn. Cho mùa mưa là món này rất là hao cơm nè. Và đây là cá mặn nè, các bạn hãy vào xem trang của Hiếu Quỳnh để làm cái món cơm chiên cá mặn này nha. Wow, cà chua và dưa leo nè, đây rất là ngon luôn nhá. Và để làm cái món này hôm nay thì nguyên liệu chính của mình sẽ gồm có là và để cơm nha. Nhưng cơm thì mình sẽ dùng là nóng, mình lúc mình chiên nóng, cho nên bây giờ mình sẽ không có bài biện ra. Và đây sẽ là cà rốt nè, và dưa leo, và gừng, hành, cà gió, và bột chiên xù. Giòn bột chiên hay chiên xù của mình á, thì mình sẽ dùng bột đủ màu để cho cái màu nó bắt mắt và đẹp hơn, và một ít tỏi và hành và một ít tép mỡ. Ở đây tép mỡ để cho cái món của mình nó béo và ngon hơn, thì mình sẽ dùng thêm là thịt ba rọi, là có khi được được thịt ba chỉ và một quả trứng vịt. Ở đây thì mình sẽ dùng trứng vịt, cũng có thể là dùng trứng gà nha, và một ít hành. Hành mình đã cắt rồi, hành củ, hành tím á, mình đã sắc ra rồi. Và một ít ở đây thì mình sẽ dùng một ít thôi, bởi vì á là các bạn có thể dùng tùy thích. Và một thịt bằm, thịt mình đã thịt nạc dăm mình đã bằm nhuyễn như vậy ra. Và nguyên liệu chính không thể thiếu dĩ nhiên là cá mặn. Đây là cá mặn thì mình đã được ngâm nước và rửa thật là sạch rồi ha. Cá mặn này mình quan trọng lúc đầu thì mình sẽ ngâm nước nha, ngâm nước rồi rửa lại cho thật là sạch. Rồi giờ và để làm cái món này thì mình sẽ đi sắt tất cả nguyên liệu của mình ra hết, và cả cá mặn cũng vậy. Giờ mình sẽ chuẩn bị sắt ra để hoàn toàn chuẩn bị một cái món và mình sẵn sàng nha. Rồi giờ đầu tiên mình sẽ cắt cái phần trái cà này, lấy cái phần hột ra. Sau khi lấy phần hột ra thì mình sẽ sắt cà cho nó hạt lựu. Rồi giờ tới phần trái dưa leo này, mình cũng sẽ sắt, mình lấy cái phần vỏ ngoài dưa leo thôi. Mình bỏ đi cái phần ruột. Rồi tiếp theo mình cũng sẽ sắt hạt lựu luôn. Giờ thì mình sẽ sắt luôn cái phần cà rốt của mình, cũng sẽ sắt hạt lựu nhé. Phần cà rốt này thì mình sẽ sắt hạt lựu nhỏ hơn. Khi mình sắt bự như cà hoặc cà dưa leo như vậy nó sẽ không có ngon. Mình sẽ sắt cà rốt này cho nó. Giờ thì mình sẽ sắt tới cái phần củ gừng. Củ gừng thì mình sẽ sắt sợi. Rồi tiếp theo mình sẽ sắt tới cái phần hành lá. Hành lá mình sẽ sắt nhuyễn như vậy để mình bỏ lên cho nó có cái màu đẹp. Sau khi cái phần rau và củ của mình đã hoàn toàn cắt hoàn thành, một mình sẽ cho một dĩa rất là đẹp luôn. Giờ thì sẽ tới cái phần thịt và cá mặn của mình. Đây cái phần cá mặn này thì mình sẽ cũng sắt hạt lựu ra. Mình sắt cái phần xương, lóc cái phần xương này mình bỏ đi. Lóc phần xương này mình sẽ bỏ cái phần xương này đi.
Rồi mình sẽ chấm lại thành cái hột lựu thật là nhỏ. Rồi cái mặn của mình đã sắc rất là nhuyễn luôn. Bây giờ mình sẽ sắc tới cái phần thịt nha. Phần thịt ba chỉ này mình sẽ sắc sợi. Cái khi sắc ra gì xong mình sẽ chấn và sắc sợi lại để cho nó nhỏ như thế này. Giờ thì sẽ tới cái phần trứng của mình sẽ cho vào trong cái chén. Trứng này mình sẽ cho vào đây một muỗng đường, một muỗng cà phê đường. Rồi tiếp theo sẽ là nửa muỗng cà phê bột ngọt. Cho vào đây một ít hành lá. Giờ sẽ đánh đều cái phần trứng này lên. Giờ thì các nguyên liệu của mình đã sẵn sàng. Và bắt đầu mình sẽ bắt lên một cái chảo để chiên những cái hỗn hợp này nha. Ở đây mình nhìn cái màu sắc rất là đẹp luôn. Nguyên liệu của mình giờ khi mình đã hoàn thành sẵn sàng hết rồi thì mình sẽ bắt một cái chảo lên chuẩn bị nha. Rồi giờ phần đầu tiên bắt chảo lên mình sẽ cho cái phần một phần nửa tép mỡ vào. Phần nửa tép mỡ mình sẽ thắng cái tép mỡ này săn lại nha. Giờ phần mà tép mỡ mình nó hơi tớp lại mình sẽ cho một ít hành băm vào và một ít tỏi. Tỏi và hành sau khi vàng á mình sẽ cho cái phần bột chiên xù của mình nè, hay là bột chiên xù thì mình cũng sẽ cho vô mình xào lên. Sau khi bỏ vô thì mình cũng sẽ cho cái phần cơm của mình liền tay, cơm lúc này đang còn nóng mình sẽ cho liền tay vô luôn nha, rồi bắt đầu xào cơm lên. Rồi bây giờ sau khi mình xào cơm mình sẽ cho cái phần cải đỏ vô luôn. Cải đỏ nó lâu chín mình cho vô trước, phần cà với leo mình sẽ cho vô sau nha. Sau khi cho phần cải đỏ vô thì mình cũng sẽ tiếp theo là mình cho đường và bột ngọt. Đây là đường và bột ngọt tùy thích, mình sẽ cho gãi gãi đều lên. Món này mình sẽ không dùng muối bởi vì cá mặn của mình nó đã mặn rồi, cho nên mình sẽ xào qua đường và bột ngọt thôi. Rồi trong lúc này mình sẽ cho một ít hành và cà dưa leo mình cho vô. Cà với dưa leo mình sẽ cho cà với dưa leo vô nha. Vì phần cà với dưa leo mình có thể dùng sống được cho nên mình cho vô rồi mình sẽ nhắc xuống nha. Rồi, tiếp theo mình cũng sẽ bắt cái chảo lên cho tép mỡ vô trước. Rồi cho luôn cái phần thịt ba rọi của mình vô mình sẽ xào lên. Rồi sau khi thịt của mình xào nó săn rồi mình sẽ cho cái phần thịt bằm mình vô luôn nha. Trời ơi. Cho thịt bằm vô. Rồi sau khi cho thịt bằm vô mình sẽ cho luôn cái phần cá mặn của mình vô. Phần cá mặn nè mình sẽ cho vô. Cho phần cá mặn vô. Xào lên nha. Sau khi cá mặn và thịt bằm tất cả mình cho hỗn hợp mình vô mình xào cho nó săn lên. Mình sẽ cho cái phần hành và tỏi băm vào để cho nó thơm. Và tiếp sau đó thì cũng sẽ cho luôn phần tiêu, bột ngọt và đường. Rồi mình sẽ xào lên để cho phần cá mặn nó thấm gia vị. Rồi giờ phần cá mặn và thịt đã hoàn toàn săn và chín lại thì mình cũng sẽ cho luôn cả cái phần gừng và hành lúc nãy của mình đó, cái hành và gừng vào để mình xào lên. Rồi mình sẽ cho cái phần trứng vào nữa nha. Rồi gừng và cá mặn của mình đó mình sẽ bài ra, chảy ra mình chế cái phần trứng này đều lên hết luôn. À, giờ này á, thì cái mùi cá mặn và gừng á, nó rất là thơm luôn. Lúc này nó rất là thơm và trời đang mưa nữa. Trời ơi, thèm quá luôn á. Mình sẽ xào lên cho nó đều lại. Rồi giờ cái phần cá mặn của mình đã rất là hoàn hảo rồi. Chúng ta chuẩn bị mình sẽ dọn ra nha. Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, mình sẽ cho ra ngoài dĩa thôi. Mình đã trang trí để cho đẹp và bắt mắt cho cái món ăn của mình nó hấp dẫn và ngon hơn. Rồi, giờ mình sẽ cho cái phần cơm của mình ra ngoài dĩa. Mình chiên cái cơm này mình sẽ cho ít thôi.
mình không cho nhiều quá sẽ bị rất là ngán nha. Rồi đây là phần cá mặn của mình nè, mình đã làm hoàn thành, mình sẽ cho lên đây. Dạ, bạn có nhìn thấy bây giờ phần cơm của mình mà trời mà đang mưa nữa, mà cái mùi thơm của cá mặn và gừng á không thể nào tả nha. Mình sẽ cho cái phần cá mặn lên đây, và trong cái món này mình làm mình sẽ không bao giờ dùng muối và dùng những cái chất mặn. Giờ sẽ là lúc mình sẽ hưởng thụ cái phần thành quả của mình làm nha. Mình sẽ múc một miếng cá mặn và cơm, mình sẽ dùng chia thêm xem thử như thế nào, và một miếng dưa leo cà rốt nè. Cái phần dưa leo á nó còn giòn, và có cà gió thì nó chua chua. Cái mặn của mình nó đã vừa ăn và hòa quyện với cơm, mà mình chỉ xào với đường và bột ngọt thôi. Rất là vừa ăn và ngon luôn. Giờ mình sẽ cho cái phần gừng này nữa. Mình mới múc một miếng cá mặn và cơm không chiên của mình đó, rất là ngon. Trời đang mưa, món này rất là thích hợp luôn. Vị béo của thịt nè, bằm ngon quá các bạn ơi. Và nếu kênh thấy thích thì các bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé, và ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Hiếu Quỳnh. Mình hẹn gặp lại nha, để làm những món ăn ngon cho gia đình thân yêu của mình. Cái mùi cá mặn và gừng nó rất là thơm luôn. Đây mình có chuẩn bị một miếng cốc, mình nhai nó sẽ rất là thơm. Và hôm nay mình đã có được một món ăn ngon cho gia đình thân yêu của mình rồi. Cảm ơn các bạn.